nguyên một xe công nông cây giống dâu tây đây. Cây giống dâu tây Toshio Tome. Chị Mì Farm tiếp tục đem đi trồng tại farm nhà. Còn đây là các anh chị em công nhân đang xếp cây ra ngoài vườn để trồng. Cực kỳ sạch bệnh, lá tốt, bộ rễ phát triển. Nắng mà phát toát hết cả mồ hôi đây nhỉ. Cây nó cũng đang chưa hồi lắm, phải mất 2-3 hôm vừa mới trồng xong. Mấy em còn có gió. Ở Nam quản cái phao lồng. Chẳng chạm mấy trời mong. Đây bị bóng tay nên phải dùng que thôi. Hả? Bị bóng tay nên phải dùng que thôi thôi. Chứ từ sáng đến giờ toàn lấy tay mà mắc. Nó à, lấy muốn chụp cây muốn kịp cái sắt à? Tay mềm quá không làm được. Làm cái sắt đi. Làm cái sắt mà chọc đất. Đây cây giống trồng hôm qua đây. Nhỏ giọt ăn tưới cho nó đẫm gốc. Cộng với đằng kia tăng cường thêm một chị công nhân nữa tưới tay. Nếu mà có điều kiện thì chôn cột. Mọi người che lưới đen, lưới cắt nắng ấy, cho nó đỡ nắng đi. Tuy nhiên là Mộc Châu thì trời nó cũng nắng mưa đan xen nên là mình chưa cần. Ok. Các bạn nhớ theo dõi kênh YouTube cũng như là kênh YouTube Chimmy Farm. Fanpage Nông Trại Chimmy Mộc Châu để theo dõi quá trình mình chăm sóc cái cây dâu tây vụ này nhé. Cảm ơn các bạn.